Còn cái câu chuyện này nữa nè quý vị. Bây giờ mình nói qua cái chuyện này chút nha. Thì quý vị cũng biết là ai đạo Chúa đó, thì cái câu chuyện này là câu chuyện có thật nha quý vị. Ai đạo Chúa thì cũng biết rằng là mỗi tháng phải đi xin tội một lần hay là một tuần gì đó phải đi xin tội nha quý vị. Còn đạo Phật á, thì là sám hối. Thì quý vị biết rằng là đi xin tội thì có cái tấm màn che qua gì nữa quý vị, che qua mặt này nè, mình ngồi mình xin tội mà là ông cha nhà thờ sẽ không thấy mặt mình, mà mình cũng không thấy mặt ông cha nhà thờ, thì chính vì cái điều đó đó mà cái người mà phạm tội họ có thể nói tất cả những gì có thể, vì là cha không bao giờ thấy mình mà mình cũng không bao giờ thấy cha. Cái là cha ngồi bên trong qua một bức màn này, thì anh này mới nói: cha ơi, hôm qua con rất là khó khăn, con khổ quá, con mới đi đến đường, trên con đường đó đó con mới ăn cắp chiếc xe đạp, mà bây giờ con thấy con có lỗi quá cho nên con tới con xin lỗi, con thú tội với cha để con được coi như là chuộc tội. Cái vừa nói xong cái gì với ông cha nhà thờ vén màn chưa ra: đủ má mày, chiếc xe đạp của tao hôm qua tao mất trên đường đó. Hay là ông lôi đầu này: đủ má mày, ông chạy lợn, đủ má mày, chiếc xe đạp đó của tao mới hôm qua, trời ơi tao thương công an rồi mà tại sao hôm nay mày tới mày xin tội thì đó là mày. Trời ơi quý vị ơi, có những cái sự vô tình đến đáng sợ quý vị không, mày mốt đừng có đi xin tội nha quý vị, lỡ ăn cắp ở đâu phải đi địa bàn khác xa hơn xin tội đó, chứ còn ở trong khu đó mà đi xin tội trong đó thì không biết đường nha quý vị.